Thời gian qua, huyện Bát Sát quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có uy tín như cung cấp thông tin, tập huấn theo chủ đề, kịp thời thăm hỏi người có uy tín khi ốm đau, bị thiệt hại bởi thiên tai. Cùng với đó, trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập hai đoàn đại biểu người có uy tín đi tham quan và học tập kinh nghiệm tại huyện Bảo Yên và thị xã Sapa, tặng quà Tết cho người uy tín theo quy định với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát, hiện địa phương có 158 người có uy tín, trong đó có dân tộc Mông 57 người, dân tộc Dao 57 người, dân tộc Giấy 29 người, Hà Nhì 10 người, Kinh 4 người, Tày 1 người. Đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện Bát Sát đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là chỗ dựa tinh thần, là điển hình trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.